Luật sư bào chữa nhận định bị cáo Trương Mỹ Lan có thể vừa mất tài sản vừa đối mặt với án tử hình. Thưa quý vị, phiên tòa của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát đang bước sang tuần xét xử thứ 5 với nội dung Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các luật sư bị cáo tiếp tục tranh luận. Chiều ngày 1 tháng 4, sau khi tổ kiểm sát viên đối đáp các quan điểm bào chữa, bảo vệ quyền lợi, thì bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và một số luật sư cũng tiếp nối bào chữa bổ sung. Đối đáp, Viện Kiểm sát khẳng định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ thể của tội tham ô tài sản. Bào chữa bổ sung, luật sư cho rằng cấu thành tội chiếm đoạt và gây thất thoát là hoàn toàn khác nhau nhưng cùng một hành vi lại xem xét bị cáo hai tội danh là hoàn toàn mâu thuẫn. Cùng tính chất nhưng vừa mang tính chiếm đoạt vừa gây thất thoát là mâu thuẫn về mặt pháp lý cần giải quyết. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại việc Viện Kiểm sát quy buộc Trương Mỹ Lan đưa tài sản thế chấp là phương thức thủ đoạn rút tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Luật sư nhận định rằng nếu đây là phương thức thủ đoạn của bị cáo, thì cuối cùng bị cáo lại vừa mất tài sản, vừa đứng trước hình phạt tử hình. Trước đó, ở phần đối đáp, Viện Kiểm sát Nhân dân phân tích bản chất vụ án là bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn nhằm chiếm đoạt tiền, phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Khác với các vụ án vi phạm quy định ngân hàng khác, trong vụ án này, việc đưa tài sản vào làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội. Bởi tài sản đảm bảo có thể được rút ra, hoán đổi bất cứ thời điểm nào theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Nhiều tài sản không được đăng ký giao dịch đảm bảo, không có tính pháp lý. Bên cạnh đó, trong số 1.169 tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan bị kê biên, chỉ có khoảng 60 tài sản được bị cáo mua trước năm 2012, còn lại khoảng 1.109 trên tổng số 1.169 tài sản được bị cáo mua sau năm 2012, chiếm 94,8%. Thời điểm hình thành các tài sản trên trùng với thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Hơn nữa, kết quả hỏi cung của các bị cáo Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh xác định các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát hầu hết không có hoạt động kinh doanh, kinh phí hoạt động phần lớn từ nguồn các khoản vay rút ra khỏi SCB. Quá trình điều tra, tại phiên tòa, các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đều khai bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB để mua, đầu tư dự án bất động sản. Trong phiên tòa ngày 1 tháng 4, Viện Kiểm sát cũng đưa ra nhiều lập luận khẳng định Trương Mỹ Lan chi phối điều hành SCB là chủ thể tội tham ô tài sản. Bị cáo Lan chiếm đoạt sử dụng toàn bộ tiền chiếm đoạt nên phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ hơn 677.000 tỷ đồng cho SCB. Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát ngày 1 tháng 4, Viện Kiểm sát khẳng định Trương Mỹ Lan là chủ thật sự của SCB. Sáng ngày 1 tháng 4, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan, bắt đầu với phần đối đáp của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về các quan điểm bào chữa của luật sư, phần tự bào chữa bổ sung của các bị cáo, quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Bắt đầu phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát cho biết, trong quá trình giám sát, giải quyết vụ án, luôn tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan của vụ án. Về vấn đề đánh giá hậu quả thiệt hại của vụ án, theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan thực hiện xuyên suốt từ năm 2012. Bản chất, Trương Mỹ Lan coi SCB như một công cụ tài chính, như một nơi giữ tiền. Bất cứ lúc nào cần tiền thì Trương Mỹ Lan chỉ đạo các bị cáo khác rút tiền ra khỏi SCB. Việc đưa tài sản đảm bảo cho các khoản vay chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội. Các tài sản này có thể rút ra thay thế bằng tài sản khác không đủ điều kiện pháp lý dẫn đến các khoản vay không có khả năng thu hồi vốn. Về quan điểm của luật sư cho rằng, việc định giá, xác định thiệt hại của vụ án phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Tuy nhiên, ngoài việc định giá để xác định thiệt hại thông qua hội đồng định giá, thì cơ quan tố tụng có thể áp dụng các biện pháp thu thập chứng cứ khác để xác định thiệt hại của vụ án.
Và trong vụ án này, cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng các biện pháp khác để xác định hậu quả của vụ án mà không cần thông qua hội đồng định giá. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát không căn cứ vào kết luận định giá của công ty Hoàng Quân để xác định thiệt hại, mà áp dụng các biện pháp điều tra khác để xác định thiệt hại của vụ án. Viện Kiểm sát đã áp dụng cách tính tổng dư nợ trừ đi giá trị các tài sản đảm bảo theo định giá của công ty Hoàng Quân là đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo. Cách tính thiệt hại lấy tổng dư nợ trừ đi giá trị tài sản đảm bảo. Viện Kiểm sát cho biết, việc xác định này chỉ áp dụng đối với các vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng thông thường. Tuy nhiên, trong vụ án này, bản chất của Trương Mỹ Lan là chiếm đoạt tài sản, đưa các tài sản đảm bảo vào thế chấp nhưng không đăng ký giao dịch bảo đảm, hoán đổi nhiều tài sản không đủ điều kiện pháp lý, nên Viện Kiểm sát không xác định hậu quả vụ án theo cách tính trên. Đối với quan điểm cho rằng, việc SCB bán nợ cho công ty VAMC là được Ngân hàng Nhà nước cho phép nhưng vẫn quy kết dư nợ đã bán cho VAMC vào hậu quả của vụ án. Theo đại diện Viện Kiểm sát, dù pháp luật cho phép các tổ chức tín dụng được quyền áp dụng các biện pháp bán nợ, cấn trừ nợ để xử lý nợ xấu, nhưng trong vụ án này, các bị cáo đều dùng biện pháp bán nợ, cấn trừ nợ. Đây là thủ đoạn, phương thức để che giấu nợ xấu, che giấu hành vi phạm tội để chiếm đoạt tiền rút ra từ SCB, nên các bị cáo vẫn phải có trách nhiệm đối với các khoản nợ này. Vì sao Trương Mỹ Lan bị truy tố với hai tội danh? Sáng ngày 1 tháng 4, đối đáp lại quan điểm của luật sư bào chữa về việc xem xét lại tội danh của bị cáo Trương Mỹ Lan, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho biết, mặc dù hành vi của Trương Mỹ Lan là xuyên suốt trong một thời gian dài với cùng phương thức, thủ đoạn, nhưng Viện Kiểm sát lại truy tố về hai tội danh khác nhau. Vì trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2018, hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm thỏa mãn cấu thành tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Bộ Luật Hình sự năm 1999. Đến giai đoạn từ 2018 trở về sau, lúc này Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực. Đồng thời, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi hành, thì trong giai đoạn này, hành vi của Trương Mỹ Lan đã đủ yếu tố để cấu thành tội tham ô tài sản. Do đó, Viện Kiểm sát truy tố về hai tội danh là có căn cứ. Những bị cáo có chức vụ quyền hạn trong SCB là những bị cáo thân cận và giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản, rút tiền ra khỏi SCB, nên Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo này về tội tham ô tài sản. Các bị cáo cấp dưới là những người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của cấp trên, không quyết định được các vấn đề, nên Viện Kiểm sát không xác định là đồng phạm với Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản, mà truy tố các bị cáo này về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Bộ Luật Hình sự năm 1999. Đối với quan điểm của luật sư cho rằng, bị cáo Trương Mỹ Lan không nắm giữ chức vụ, không có quyền quyết định hoạt động của SCB nên không phải là chủ thể của tội tham ô tài sản. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, quan điểm này của các luật sư không đúng với luật doanh nghiệp, luật các tổ chức tín dụng và không phù hợp với các tình tiết khách quan, chứng cứ có trong vụ án. Tuy Trương Mỹ Lan không phải là thành viên hội đồng quản trị SCB, không có quyền quyết định trong SCB, nhưng tài liệu, chứng cứ trong vụ án và kết quả thẩm vấn của các bị cáo khác đều xác định Lan là chủ thực sự, có quyền quyết định điều hành, chi phối toàn bộ hoạt động của SCB. Hồ sơ có trong vụ án đã thể hiện rất rõ Trương Mỹ Lan sở hữu trên 91% vốn điều lệ của SCB, từ đó điều hành mọi hoạt động của SCB. Rất nhiều người làm việc với cơ quan điều tra đều nói rằng đứng tên mua cổ phần giúp Trương Mỹ Lan. Ngay chính Trương Mỹ Lan cũng xác nhận đã nhờ người thân, bạn bè mua cổ phần của SCB. Đối với việc bị cáo Trương Mỹ Lan và luật sư cho rằng không sử dụng quyền hạn để sắp xếp bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB, nhưng các tài liệu thể hiện Trương Mỹ Lan chính là người bố trí, sắp xếp nhân sự và đây chính là thủ đoạn, phương thức phạm tội để Trương Mỹ Lan rút tiền ra khỏi SCB. Bên cạnh đó, lời khai của các bị cáo chủ chốt tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng đều thể hiện khi được bổ nhiệm đến lúc xin nghỉ đều phải thông qua Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng nhớ rất rõ từng nhân sự, lý do của việc sắp xếp từng nhân sự chủ chốt trong SCB.
Hôm nay ngày 1 tháng 4, phiên tòa sơ thẩm Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bước vào ngày xét xử thứ 18 với phần đối đáp của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM với các quan điểm bào chữa của luật sư, tự bào chữa bổ sung của bị cáo và quan điểm bảo vệ quyền lợi. Qua 2 tuần bào chữa, đa phần các bị cáo đồng phạm của Trương Mỹ Lan đều khai chỉ làm công ăn lương, tin tưởng tuyệt đối vào Trương Mỹ Lan, không hưởng lợi gì nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét có mức án phù hợp, được hưởng khoan hồng của pháp luật. Ngay sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những diễn biến chính của 17 ngày xét xử sơ thẩm đại án Vạn Thịnh Phát xung quanh bị cáo Trương Mỹ Lan. Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị cần loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội. Trong phần luận tội hôm 19 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, bị cáo Lan còn đổ lỗi cho nhân viên, các bị cáo tại SCB, hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi. Do đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội vĩnh viễn. Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong những ngày thẩm vấn đã chứng minh được Trương Mỹ Lan lợi dụng việc tái cơ cấu ngân hàng sau khi hợp nhất 3 ngân hàng đã từng bước nắm giữ cổ phần của SCB với 91,5%. Sử dụng SCB như công cụ tài chính, rút tiền khỏi SCB, bố trí thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB. Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB là công cụ tài chính để phục vụ cho lợi ích của mình. Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo thành lập các công ty ma, thông đồng với các công ty thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, chỉ đạo tạo lập số lượng lớn hồ sơ vay vốn khống tại SCB, mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước để che giấu sai phạm tại SCB. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn câu kết với các chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật, các công ty có liên quan để tạo lập khoản vay cùng sử dụng chiếm đoạt tiền của SCB. Bị cáo này còn thông đồng, câu kết với các công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, không hoàn thiện thủ tục thế chấp, không đăng ký giao dịch bảo đảm để hoán đổi tài sản bảo đảm, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân, bán nợ xấu, cấn trừ nợ để giảm dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu, mua chuộc cán bộ, lãnh đạo tại các cơ quan chức năng để bưng bít, che giấu thông tin sai phạm. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chủ mưu, cầm đầu, gây ra hậu quả trong vụ án đặc biệt lớn là hơn 498.000 tỷ đồng sau khi trừ đi các tài sản đảm bảo đã được công ty định giá Hoàng Quân định giá. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn gặp gỡ, bàn bạc và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, 5,2 triệu đô la Mỹ, tặng quà, tiền cho các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che giấu thực trạng yếu kém của SCB để không đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Dù bị cáo Lan không thừa nhận đã chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn gặp đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn, nhưng căn cứ lời khai của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, tài liệu chứng cứ, dữ liệu điện tử cho thấy Trương Mỹ Lan là người chỉ đạo Văn gặp đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Luật sư đề nghị xem xét lại tội tham ô với Trương Mỹ Lan. Trước đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư Phan Trung Hoài cho rằng, về nguyên nhân, bối cảnh, hoàn cảnh xảy ra vụ án, cần xem xét bị cáo tham gia tái cơ cấu SCB trong thời điểm cần phải hợp nhất 3 ngân hàng yếu kém. Khi tham gia, bị cáo có vai trò là cố vấn ban hợp nhất. Quá trình hợp nhất suốt 10 năm trải qua nhiều giai đoạn, đạt được một số kết quả nhất định, có những khoản vay là để trả nợ cũ và dòng tiền không ra khỏi ngân hàng. Theo luật sư thì không thể bóc tách các khoản vay nào là cho vay mới trả nợ cũ hay khoản vay mới hoàn toàn. Luật sư đề nghị ghi nhận có sự chuyển biến trong nhận thức của bị cáo, xem xét lại việc xác định sở hữu của bị cáo tại SCB. Nếu SCB bị thiệt hại thì chính bị cáo cũng là người bị thiệt hại. Về tính xác thực số tiền thiệt hại của vụ án cũng cần xem xét lại. Luật sư băn khoăn về thiệt hại này có phải chính là dư nợ tín dụng tại SCB. Đối với tội đưa hối lộ của bị cáo Trương Mỹ Lan, theo các luật sư, hiện chỉ có Võ Tấn Hoàng Văn,
cựu tổng giám đốc SCB khai đã đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn là cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước. Bị cáo Nhàn thừa nhận hành vi nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ Võ Tấn Hoàng Văn. Còn lại, không có chứng cứ khác chứng minh bị cáo Lan đã chỉ đạo Văn đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho Đỗ Thị Nhàn. Vì vậy, các luật sư đề nghị hội đồng xem xét lại cáo buộc thân chủ tội đưa hối lộ. Trương Mỹ Lan tự bào chữa, thấy đau xót và trái tim như rỉ máu. Trong phần tự bào chữa cho mình, bà Trương Mỹ Lan cho rằng, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã nhận định bị cáo quanh co chối tội, khiến bản thân rất đau xót và khẳng định bản thân không quanh co chối tội. Bị cáo Trương Mỹ Lan nói, sau khi bị bắt, tôi biết có thêm hơn 50 người của SCB cũng bị bắt. Tôi thấy mình có một phần trách nhiệm vì các cán bộ ở SCB họ vô tình vi phạm quy định. Tôi đã làm đơn tình nguyện nhận một phần trách nhiệm, chịu tội cùng nhân viên SCB, tôi không quanh co. Trương Mỹ Lan nói và cho rằng đã tự nguyện làm đơn bán hết tài sản để khắc phục hậu quả. Bị cáo Lan nói thêm, trong giai đoạn bị tạm giam, trái tim như rỉ máu, chăn trở làm sao để cho người mang tiền vào SCB để SCB hoạt động bình thường. Tiếp đến, Trương Mỹ Lan cho rằng bị cáo và tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa bao giờ liên quan đến SCB. Bà Lan cho rằng bà dùng mọi sức lực tài chính để tái cơ cấu SCB, đồng thời đề nghị hội đồng xem xét lại thiệt hại của vụ án, kết quả giám định lại của công ty thẩm định giá Hoàng Quân để xác định giá trị thật tài sản đảm bảo. Bị cáo Lan cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại vì cáo trạng xác định SCB là công cụ tài chính của bà là không đúng. Ví dụ các bị cáo như Hồ Bửu Phương, Đặng Phương Hoài Tâm, Nguyễn Phương Anh là người làm cho Vạn Thịnh Phát chứ không phải làm việc cho SCB. Ngày 1 tháng 4, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần đối đáp của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM với các quan điểm bào chữa của luật sư, tự bào chữa bổ sung của bị cáo và quan điểm bảo vệ quyền lợi. Những diễn biến của phiên xét xử ngày 1 tháng 4 đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong đại án Vạn Thịnh Phát sẽ còn được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị nhấn like, đăng ký kênh để không bị bỏ lỡ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!